phá chấp trước. Hỏi: Pháp môn Tịnh Độ hay nhắc đến phá chấp trước. Thưa, chấp trước có phải là chấp nê đến tham sân si mạng nghi ác kiến phải không ạ? Nếu vậy thì ý nghĩa của chữ chấp trước rộng quá và cao quá, không dễ gì mà buông xả được một sớm một chiều. Trả lời: Đúng vậy, nói chung chấp trước là tất cả những thứ đó. Không những thế mà còn hơn nhiều thế nữa, là cả một rừng chướng ngại cho người muốn vượt sanh tử luân hồi, chứ không phải là điều đơn giản như nhiều người thường lầm tưởng. Chấp trước còn có những danh từ khác như kiến tư hoặc, phiền não hoặc, nghiệp hoặc. Kiến tư hoặc nghĩa là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những điều còn thô tháo như ngã kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Những tật đố, cạnh tranh, ganh tị, thị phi, tốt xấu, khen chê, thương ghét đều là kiến hoặc hết. Kiến hoặc tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà có sự phân chia hơi khác nhau một chút. Có tông phái nói có 88 phẩm, có phái nói tới 112 phẩm. Tư hoặc thuộc về ý niệm, tình cảm, những động niệm tế di hơn ở trong lòng. Cũng tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà tư hoặc cũng được phân chia khác nhau. Các phái Nam Tông chia thành 10 phẩm, Bắc Tông chia thành 16 phẩm, có nơi chia ra đến 81 phẩm. Chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử đọa lạc trong tam đồ lục đạo, còn chấp trước còn nghiệp lục đạo. Người chưa phá được chấp trước thì không ra khỏi lục đạo. Hơn nữa, chính chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử luân hồi, thành ra người chấp trước phải theo nghiệp mà thọ báo trong tam giới, chứ không thể chứng đắc, chưa thể thành đạo. Chấp trước là chướng ngại chính của hàng phàm phu, còn chấp trước tức là còn phàm phu, chưa thể thành thánh nhân được. Người nào phá được chấp trước, cả kiến hoặc lẫn tư hoặc, thì mới thoát được sanh tử luân hồi, chứng đắc quả A-la-hán. Cửa ải này là mốc điểm then chốt phân biệt giữa phàm phu và thánh nhân, vô cùng khó khăn. Đối với hạng phàm phu tục tử như chúng ta thì vấn đề phá chấp trước coi như vô phương giải quyết. Nhiều vị tổ sư đức cao trọng vọng mà các ngài vẫn phải than rằng một vài phẩm kiến hoặc không phá nổi. Đây là sự thật chứ không phải nói đùa. Chính vì vậy, khi tu hành, chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu sơ ý thì tu hành đến vạn kiếp cũng không thoát khỏi trần lao. Vì nên nhớ, đã là phàm phu thì có thể mơ đến ngày phá hết nghiệp để thoát dòng sanh tử. Nhiều người sơ ý phát nguyện tu hành tốt để trả cho hết nghiệp. Nguyện như vậy nghe qua thì hay lắm, nhưng kết cục thì đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong tam đồ lục đạo. Tại sao? Vì chấp trước không thể phá được thì nghiệp chướng vẫn còn. Nghiệp chướng còn thì nó sẽ tìm cơ hội tăng trưởng. Một đời nhiều hơn một đời, làm sao thoát tam giới? Trong kinh Đại Tập, Phật nói: Vạn ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Câu này Phật nhắc nhở cho người tu hành mà không biết cách đó. Như vậy, chẳng lẽ hạng người hạ căn như chúng ta đây, dù có tu hành cũng thành vô ích sao? Không phải vậy đâu. Vẫn có cách cho tất cả mọi người được vững vàng thành đạo, miễn sao chúng ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, coi kinh điển cho thật kỹ, đừng sơ suất. Hãy thành tâm y giáo phụng hành thì pháp Phật chắc chắn giúp ta liễu thoát sanh tử trong một đời này. Vì cũng trong kinh Đại Tập, Phật có nói người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi. Đây là chính lời Phật dạy. Như vậy, pháp niệm Phật thật nhiệm màu, quá di diệu, có thể cứu được người tội chướng sâu nặng. Và đây chính là chìa khóa để thành đạo cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Phá chấp trước tức là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có hai cách: diệt đoạn và phục đoạn. Diệt đoạn là diệt cho sạch hết nghiệp chướng, như nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, diệt cho hết rễ. Công phu này cần cho người tự tu tự chứng thành bậc tu vô lậu, rất khó. Chỉ có hàng Bồ Tát thượng căn thượng trí mới làm nổi, còn người hạ căn phàm phu thì vô phương. Một người căn tánh hạ liệt mà không tự biết khả năng của mình, muốn mong cầu diệt đoạn chấp trước cho đến nghiệp sạch tình không thì thật là điều vọng tưởng hão huyền, không thực tế. Nếu không quán xét kỹ căn cơ của mình là đâu mà liều lĩnh thực hành các pháp không hợp căn cơ, thì dù có tu hành cách nào đi nữa, sau cùng cũng đành luống công mà thôi. Phục đoạn là cách phủ phục nghiệp chướng, chặn nghiệp lại, đừng để nó hiện hành. Thông thường
thì đây chỉ là cách hành trì của bậc tu hữu lậu trong tam giới, nghĩa là cách tu không thoát dòng sanh tử. Nói rõ hơn, phục đoạn chỉ là thứ công phu có vẻ yếu đuối của hạng phàm phu, chỉ cố gắng kiềm chế đừng cho nghiệp chướng tung hoành, giống như lấy đá đè cỏ, không cho cỏ ngóc đầu lên. Công phu này không thể thành tựu được đối với người tự lực tu chứng, vì đè cỏ thì cỏ tạm thời không mọc được, nhưng mầm cỏ vẫn còn đó, nó sẽ len lỏi tìm cách chui ra. Một ngày nào khi có cơ hội thuận lợi, chắc chắn cỏ sẽ vượt lên. Không những thế, một khi đã vượt lên thì vượt rất mạnh, không cách nào cứu nổi. Cũng giống như đè nén cái lò xo, khi sức mình bị đuối rồi không nén nổi nữa thì cái lò xo sẽ bật lên và bật rất mạnh, lúc đó khó có gì kìm chống nổi. Tuy nhiên phục đoạn lại có hữu dụng và rất thuận lợi đối với người niệm Phật cầu giảng sanh, vì so với diệt đoạn thì pháp phục đoạn đương thời dễ hơn rất nhiều. Chỉ dùng câu Phật hiệu phủ lấp nghiệp chướng lại là được. Nói cho dễ hiểu hơn, mỗi khi nổi lên chấp trước, ghét thương giận hờn bực tức thì đề khởi câu Phật hiệu, cứ cố gắng cất lời niệm Phật lên thì tự nhiên phủ được cái mầm chấp trước. Chỉ cần phủ chấp trước mà niệm Phật cầu giảng sanh thì sau cùng được giảng sanh về Tây Phương. Đây là đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải diệt sạch nghiệp để chứng đắc. Đới nghiệp là mang khối nghiệp đi giảng sanh về giới Đức A-di-đà. Ngài cho phép chúng sanh làm vậy. Ngài có cách cứu chúng sanh từ hàng phàm phu thành bậc chánh giác bằng con đường này. Nên nhớ, chỉ có pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có phước phần đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh thì một đời thành tựu đạo quả. Hỏi rằng nếu phủ nghiệp không được thì làm sao? Hãy cố gắng phủ, phủ được tới đâu hay tới đó, phủ càng nhiều càng tốt. Đây là công phu của mỗi người phải tự lo lấy. Phủ trọn vẹn thì an nhiên tự tại giảng sanh, phủ nhiều thì thành công dễ, phủ ít thì khó khăn hơn cho chính mình ở lúc lâm chung. Muốn chọn cách nào thì chọn. Muốn an toàn thì mỗi người tự cố gắng lên. Còn như muốn bị nhiều chướng ngại thì cứ tu lai rai, tu tà tà. Nếu cuối cùng bị nhiều trở ngại, mất phần giải thoát thì phải tự chịu lấy thôi, không trách ai được. Giả như sợ rằng mình bận bịu công việc, công phu yếu, phủ nghiệp không được nhiều, đè nghiệp không mạnh. Nếu sự lo lắng này chân thành thì đây cũng là một điều hay. Vì có lo lắng như vậy mới cố gắng tu hành tinh tấn hơn, buông xả trần lao nhiều hơn và cẩn thận chuẩn bị kỹ hơn cho ngày lâm chung của mình. Chuẩn bị làm sao? Hãy kết nhóm với nhau cỡ 5-10 người cùng tu chung với nhau, hỗ trợ nhau, quyết tâm hộ niệm cho nhau lúc bỏ báo thân. Đây là điều tối cần thiết, không thể thiếu, không thể lơ là xem thường được. Niệm Phật và được hộ niệm cẩn thận thì như chư tổ nói, muôn người niệm Phật, muôn người được giảng sanh. Trong những năm qua, ở Việt Nam rất nhiều người niệm Phật và được hộ niệm đến khi xả bỏ báo thân để lại thoại tiếng tốt đẹp mà trước đây khó có cơ hội được thấy qua. Trong đó chắc chắn rất nhiều người đã có được phước phần giảng sanh cực lạc, thật bất khả tư nghị. Thật sự hộ niệm là đại cứu tinh cho tất cả mọi người. Đây là chỗ thù thắng nhất của pháp môn niệm Phật, đã cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh giảng sanh về Tây Phương cực lạc, bất thối thành đạo vô thượng. Trở lại vấn đề phục nghiệp để giảng sanh, đây là điều mà ai cũng có thể làm được. Nói cụ thể một chút cho dễ hiểu. Một là ăn ở hiền lành, đừng nghĩ tới nghiệp nữa. Hai là thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh cực lạc. Đừng nghĩ tới nghiệp chướng nữa, để quên luôn cái duyên xấu đi. Cái duyên xấu hay duyên tốt đều từ chính cái tâm tạo ra. Nghĩ điều xấu thì duyên với điều xấu, duyên với điều xấu thì tạo nên nhân xấu. Nhân xấu mới kết bè với nhân xấu cũ, tất cả dễ cùng khởi lên, làm cho chúng ta hứng chịu quả báo xấu. Ăn ở hiền lành, làm thiện làm lành là tạo phước tạo nhân tốt. Duyên tốt thì hợp với nhân tốt, nhân tốt mới và nhân tốt cũ hiện hành, ta dễ hưởng quả báo tốt. Duyên xấu không có thì nhân xấu cũng khó kết thành quả xấu. Trong lúc đó, chúng ta thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ là tích cực phủ phục tất cả nghiệp duyên. Đây là điều mà chúng ta cùng lúc tạo được vừa nhân vừa duyên vừa quả cực lạc. Nhờ nhân duyên này cảm ứng đạo giao, hợp với đại nguyện của A-di-đà Phật,
Ngài sẽ ứng hóa tiếp độ chúng ta về Tây Phương, được giảng sanh xong thì gặp Phật A-di-đà. Chư Tổ nói gặp được A-di-đà Phật rồi thì lo gì mà không thành đạo. Vậy thì muốn một đời này khỏi bị nghiệp báo nó lôi cổ vào chốn tam đồ khổ nạn thì chúng ta hãy nên tu hành một cách hết sức căn bản. Các việc ác không làm, các việc thiện cố gắng làm. Làm thiện nhưng đừng chấp trước vào việc thiện nữa, để giữ tâm thanh tịnh. Chính tâm hồn thanh thản, vui tươi, ngày ngày niệm Phật là điều tối quan trọng để giải thoát. Cụ thể lại, bắt đầu từ đây, chúng ta hãy ăn ở hiền hòa, vui vẻ, tập buông xả nhiều một chút. Ví dụ, người hay cạnh tranh, ganh tị, ưa nói xấu người này, chửi người nọ, đây là điều không tốt, là người không tốt nên tránh. Chúng ta là người đang tập tu hành, đang tu hành vì chính ta có nhiều lỗi lầm. Hiểu được như vậy, khi thấy người khác có lỡ làm điều gì thì hãy nên biết thông cảm, tha thứ cho họ. Người có tâm hồn như vậy thì Phật giáo gọi là người có lòng từ bi, Do giáo gọi là đấng trượng phu quân tử, người thế gian gọi là người tâm tính rộng rãi. Hòa Thượng Tịnh Không nói, dẫu cho một người đại xấu đi nữa thì ít ra họ cũng có 10% tốt. Hãy tiếp cận họ bằng 10% tốt đó. Như vậy, Ngài là người có lòng từ bi. Còn chúng ta, hễ thấy ai làm điều gì chưa biết là tốt hay xấu, cũng lo chê trước, tìm cách nói xấu trước. Vậy thì chính ta là người chấp trước quá nặng. Ta chấp trước nhiều quá, suy cho cùng vì chính ta là người xấu. Chấp trước rất tổn hại cái đức của mình. Vậy thì càng chấp trước càng xấu, không hợp với người tu hành. Ấn Quang Đại Sư dạy, tồn thành là giúp cho người thành công điều thiện mỹ. Nếu ta làm được điều tốt thì hãy cố gắng làm. Nếu làm không được thì cũng nên có tâm tán thán những điều tốt của người khác. Thành tâm tán thán sẽ chia được một phần phước báo của họ. Còn người cứ thấy ai làm bất cứ điều gì chưa biết là tốt hay xấu cũng đều chê bai, đố kỵ, thì Ngài Ấn Quang nói đây quả là hạng người tiểu nhân. Phá chấp trước chính là phá bỏ những tật đố này vậy. Vậy thì một việc trước đây làm cho ta cảm thấy khó chịu, nay hãy coi nhẹ nó đi. Cái gì cũng coi nhẹ lại một phần thì ta cảm thấy thoải mái một phần. Coi nhẹ 2-3 phần thì ta cảm thấy thoải mái hơn 2-3 phần. Cố gắng xem mọi việc đều nhẹ nhàng thì ta càng ngày càng vui hơn, tâm hồn an nhàn thanh tịnh. Đây là ta đang tích cực phá chấp trước đó. Người thoải mái lúc nào khuôn mặt cũng tươi hơn, lòng từ bi thương người lớn hơn, tâm hồn vị tha hơn, dễ được cảm tình hơn, dễ kết được nhiều bạn lành hơn. Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của họ hanh thông, dễ thành công hơn. Đối với người niệm Phật, sự thành công vĩ đại nhất là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn được vậy thì không có gì bằng buông bỏ những tật đố tầm thường, ngày ngày niệm Phật, phát tâm giảng sanh tha thiết. Chắc ăn hơn nữa, hãy tạo một nhóm nhỏ cỡ 5, 10, 15 người cùng một chí hướng giảng sanh hợp lại để niệm Phật chung với nhau. Hãy chuẩn bị hộ niệm cho nhau khi cần thiết. Được vậy chắc chắn được giảng sanh, ai ai cũng được thành tựu đạo quả. Chúc tất cả đều viên mãn đại nguyện. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 27 tháng 3 năm 2009. Hãy quyết một đường đi mới tốt. Hỏi: tất cả các pháp đều là Phật pháp, nghĩ rằng thiền và tịnh tuy hai mà một, cho nên Liên Bình muốn học thêm về pháp môn tịnh độ để kết hợp và tạo ra cho mình một phương pháp tu rốt ráo. Trả lời: đạo hữu Liên Bình, thiền và tịnh tuy hai mà một, Liên Bình nói rất đúng đó. Diệu Âm tán thán tư tưởng hòa đồng này. Nhiều người tu hành mà thường phân biệt, chê bai cách này cách nọ, thật là điều không hay. Tệ hơn nữa còn chống bán lẫn nhau, thật quá dở. Nhất định chúng ta không nên chống trái hay phê bình người này người nọ, pháp này pháp nọ, thì Phật giáo mới mong có ngày hưng thịnh, độ được nhiều chúng sanh. Tuy nhiên
chính chúng ta cũng phải biết tự phê phán lấy căn cơ của chính mình, phải gắt gao kiểm điểm lấy trình độ của chính mình, thì học Phật mới đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn. Vì pháp của Phật thật ra để ứng đối với nhiều căn cơ khác nhau. Chính vì ứng đối căn cơ khác nhau mà chúng ta cần nên nghiêm chỉnh chọn lựa đúng pháp môn hợp với căn tánh của mình, thì học Phật sẽ dễ có cơ hội thành tựu. Nhiều người tu học Phật mà quên yếu tố này, thành ra cuối cùng khó có được kết quả như ý. Đến nỗi Đức Thế Tôn nói tu nhiều đến hàng ức triệu mà thành tựu thì tìm không ra. Đối với các pháp môn, chúng ta không được chê bai, phân biệt. Nhưng riêng chính ta thì bắt buộc phải suy nghĩ cẩn thận về căn cơ, khả năng của chính mình. Chứ đừng sơ ý cứ chạy theo kiến giải hoặc chạy theo thị hiếu mà nhiều khi bị trở ngại. Ngài Tịnh Không nói, mỗi kinh của Phật có một tiêu chuẩn để hành trì. Mình phải xem kỹ căn cơ của mình có đầy đủ với tiêu chuẩn của kinh đó hay không. Đủ tiêu chuẩn thì hợp, không đủ tiêu chuẩn thì không hợp. Ví dụ, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật dạy phải phá tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Hãy liệu coi, tự chính mình có phá được không? Phá được thì trì kinh này để tu hành sẽ đúng. Phá không được thì đây không phải là cách hành trì thuộc căn cơ của mình. Vậy thì đừng nên gượng ép. Còn kinh A-di-đà, Phật dạy tính nguyện trì danh. Tin tưởng lời Phật dạy, không cần trình độ căn cơ, dễ đấy. Nguyện giảng sanh, ai thành tâm phát nguyện là được, cũng không cần căn cơ, dễ đấy. Trì danh hiệu Phật A-di-đà để công phu, bà già niệm Phật cũng thông, không cần căn cơ, dễ đấy. Cho nên pháp niệm Phật thật dễ, ai hành trì cũng được. Chính dễ như vậy nên hợp với tất cả căn cơ. Đây là pháp tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu. Phương pháp thì dễ dàng mà nhân địa lại cao. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là nhân thành Phật, chứ không phải nhân thành A-la-hán, Bồ-Tát, Thanh Văn. Thật bất khả tư nghị. Pháp của Phật nhiều đến vô lượng, nhưng mỗi bộ pháp ứng trị với một căn bệnh phiền não của chúng sanh. Bệnh nghiệp của chúng sanh có nhiều vô lượng nên mới có vô lượng pháp môn. Như vậy, tu học theo Phật pháp không phải là tu cho đầy đủ vô lượng pháp, mà phải tu pháp nào thích ứng với chính mình. Nên chọn lựa một pháp thật hợp với căn cơ của mình mà huân tu, gọi là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, để thâm nhập vào cửa đạo là tốt nhất. Khi thâm nhập vào cửa đạo rồi thì tự nhiên tất cả đều thấu suốt. Vậy thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học, không phải là bây giờ chúng ta học cho hết vô lượng pháp môn đâu. Cuộc đời ngắn ngủi quá vô thường, phàm phu như chúng ta không đủ sức, không đủ thời gian học hết vô lượng pháp môn, vì khả năng của chúng ta không làm được chuyện này. Thành ra hãy nương theo một pháp hợp nhất với tâm cơ của mình mà hành trì để thâm nhập vào cửa đạo trước. Phải đi bằng mũi nhọn mới dễ thành tựu. Một khi vào được cửa đạo rồi thì sẽ thấy tất cả pháp môn. Thấy tất cả pháp môn là cảnh giới của người khai ngộ vậy. Ngài Tịnh Không ví dụ rằng, giả sử như một đạo tràng, trong đó có chứa kho tàng Phật pháp, mỗi cửa là một pháp môn. Người muốn biết tất cả pháp môn thì hãy nhắm một cửa đi vào. Khi vào được bên trong rồi thì sẽ thấy tất. Đừng nên do dự nay cửa này, mai cửa nọ mà có thâm nhập vào trong. Người chần chừ do dự, chưa định vào một pháp nào để tu, hoặc tu nhiều phương pháp khác nhau, giống như người không muốn đi vào cửa đạo mà cứ vào bên ngoài, cứ nhìn từ cửa này sang cửa khác, suốt đời vẫn cứ đi lòng vòng bên ngoài, không thể thâm nhập kinh tạng được, uổng lắm vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói chánh định tụ sẽ chứng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm phải định gọi là chánh định tụ, tâm không chánh định gọi là tà định tụ. Tà định trong kinh Vô Lượng Thọ không có nghĩa là tà ma ngoại đạo, mà chỉ cho người không niệm Phật. Niệm Phật là chánh môn để đi thẳng về Tây Phương thành Phật. Người không niệm Phật là người không đi thẳng. Ví dụ, người không chịu đi thẳng vào cửa chính để vào đạo tràng, mà lại đi xéo xéo lệch ra khỏi cửa. Đi như vậy rất khó vào được bên trong, khó đạt kết quả, khó tới đích. Tu không chuyên nhất, gặp đâu tu đó, Phật gọi là bất định tụ, thì đối với người căn tánh trung hạ cũng vô phương thành tựu. Bất định tụ giống như người cứ đi lòng vòng, xem hết cửa này sang cửa khác, thích đứng ngoài hiên nhìn vào chứ không muốn vào bên trong. Ví dụ khác, như người bệnh vào tiệm thuốc để mua thuốc chữa bệnh, phải mua thuốc trị chính căn bệnh của mình để uống mới trị được bệnh.
Đừng nên ham muốn hết thuốc này đến thuốc khác, đừng nên đụng đâu mua đó. Đừng nghĩ rằng các món thuốc đắt tiền là tốt. Không đâu, đúng thuốc mới tốt. Nếu dùng sai thuốc, không những không hết bệnh mà coi chừng bị trở ngại. Chính vì thế, riêng đối với người căn tánh thấp phải nên cẩn thận. Tu phải có đường, về phải có đích, phải rõ ràng minh bạch, điều này mới là người biết tu. Căn bệnh ngặt nghèo nhất của chúng sanh trong thời này là bệnh sanh tử luân hồi. Tu mà không thoát sanh tử luân hồi thì dù có lý hay luận giỏi tới đâu đi nữa, sau cùng cũng đành ngậm đắng nuốt cay, cúi đầu chịu nạn. Sinh ra trong thời mạt pháp, chúng ta đều là hạng phàm phu tội chứng sâu nặng, khó có thể tiêu trừ ách nạn. Tất cả các pháp tự lực tu chứng đối với chúng ta rất khó thực hiện nổi. Thành ra nếu sơ ý tu theo các pháp không hợp căn cơ, sợ rằng đời này phải chịu thiệt thòi, nghĩa là không thể ra khỏi vòng tam giới, không thể thoát ly được sanh tử luân hồi. Cũng có nhiều người biết mình không phải hàng thượng căn, thấy việc thoát ly luân hồi quá khó mà đâm ra thất vọng, nảy sinh những tư tưởng tiêu cực. Thôi, cố gắng tu để tìm chút phước, còn chuyện thành đạo thì không dám mơ tới, hãy tu thêm vô lượng kiếp nữa rồi tính. Ôi, chưa thấu rõ đạo giải thoát, khá tội nghiệp. Xin hỏi đời này vô vọng, chẳng lẽ đời sau lại có hy vọng sao? Đời này gặp Phật Pháp mà còn nói lời tiêu cực, chẳng lẽ đời sau tích cực được sao? Pháp Phật là Pháp cứu sanh tử khổ nạn, ta đang học Phật Pháp mà không tìm phương thoát nạn, lại chờ vô lượng kiếp sao? Chẳng lẽ vô lượng kiếp lăn lộn trong cảnh đọa lạc rồi lại có được thần phương diệu cách cho mình thoát sao? Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, xin đừng nghĩ rằng chết rồi trở lại làm người dễ dàng. Cũng đừng nên nghĩ đời sau sẽ gặp lại Phật Pháp. Xin nhớ cho, nay đã rơi vào mạt pháp của Phật rồi. Mạt pháp nghĩa là Phật Pháp càng ngày càng yếu đó. Người học Phật thường mờ mịt đường giải thoát, thành ra cứ định nghĩa đường tu hành bằng những ý nghĩ rất sai lầm, thật đáng thương hại. Ngài Ấn Quang dạy, tu hành hãy lấy lòng thành kính mà niệm Phật để được cảm ứng với Phật mà đới nghiệp giảng sanh, thoát dòng sanh tử. Lời dạy của Ngài không phải đã mở hết tất cả những trở ngại của người học Phật trong thời mạt pháp này rồi sao? Hãy thành tâm niệm Phật, đừng nên lý luận lung tung mà có chừng bị kẹt lại, luống công tu tập. Còn có nhiều người cứ nói rằng tu hành là làm lành tạo phước, đừng làm ác là được. Đâu ngờ rằng thiền có chánh có tà, có lớn có nhỏ, có thẳng có cong, có thực có giả, có tròn có khuyết. Người làm thiền mà không để ý những điều này, cứ tưởng mình làm lành mà có chừng bị hậu quả xấu đó. Dù cho có đúng thiền đi nữa, nếu chấp vào việc thiền cũng không thoát vòng tam giới. Không thoát ly tam giới thì không phải là mục đích chính của Phật Pháp. Dạng thiện đồng quy, quy về tịnh độ. Hãy làm thiện rồi hồi hướng tất cả về cực lạc, niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới là viên mãn, mới đúng chánh pháp. Nhiều người sau khi tu một thời gian, thấy mình chứng cảnh giới này, chứng cảnh giới nọ, vội giả tưởng rằng mình có thành tựu, thực tế thì thảm họa đang chờ. Đời vô thường, ngũ trược ác thế, lại lâm vào thời mạt pháp rồi, thì có gì vững chắc để tin tưởng mà dội cho là chứng đắc? Mau mau thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Về tới Tây Phương rồi, chưa chứng cũng chứng, chưa đắc cũng đắc. Xin đừng lấy cái giả hợp vô thường của cõi này mà tội nguyện, thật giả khó phân, chớ nên sơ ý. Nên hiểu một sự thật rằng, từ cái cửa miệng này đi vào sự thật chứng cách ngăn đến trùng trùng chướng ngại. Từ cái nghĩ, cái nhìn này đi vào tới chân tâm tự tánh, phải trải qua vô vàn thử thách, vô lượng chướng ngại của kiến, tư hoặc, của trần sa hoặc, của vô minh hoặc. Hay nói cho rõ hơn là vọng tưởng phân biệt chấp trước đang ngăn che chân tâm. Nhiều người không chú ý điều này, không giữ tâm hồn thanh tịnh, cứ mãi vọng cầu mà sau cùng càng bị vọng nghiệp bao phủ. Kiến tư hoặc là chướng ngại của hàng phàm phu, trần sa hoặc là chướng ngại của nhị thừa, vô minh hoặc là chướng ngại phải phá của Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Kiến tư hoặc chính là chấp trước, là nghiệp hoặc chướng ngại cho hàng phàm phu. Phàm phu chúng ta ai dám bảo đảm rằng mình sẽ phá được nghiệp hoặc đây? Chư tổ sư còn phải than rằng phá vài phẩm không nổi thì chúng ta đâu dám vô ý. Phá không được chấp trước thì không qua khỏi tam giới. Việc thoát tam giới không nổi thì còn mơ gì đến các cảnh giới cao hơn. Chướng ngại của phàm phu mà phá không nổi thì làm sao dám mơ ngày thành tựu đạo Bồ Đề. Hãy tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả.
niệm Phật thành Phật, không có nhân quả nào qua được nhân quả này. Mau mau trở về với câu Phật hiệu, thành tâm đầy đủ tính nguyện hành là hay nhất vậy. Còn việc tự kết hợp để tạo phương pháp tu hành cho chính mình cũng cần nên cẩn thận, liệu rằng chính mình có đủ sáng suốt kết hợp đúng cách hay không. Vậy thì tốt nhất nên nương theo lời tổ, y theo kinh Phật dạy mà phụng hành mới an toàn. Phật dạy y pháp bất y nhân, đừng nên quá tin vào sáng kiến của mình, vì ta vẫn còn là phàm phu, có thể thấy sai, nghĩ sai. Hãy nương vào kinh pháp của Phật, nương theo chư tổ sư, nương theo các thiện hữu tri thức mới an toàn hơn vậy. Chúc Liên Bình sáng suốt. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 31 tháng 3 năm 2009.